đi lạc tìm thấy cây nhân lòng sống rồi mọi người ơi. Video clip hái lượm cây nhân lòng này tôi trình bày rất chi tiết về cái cách chế biến và cái cách những cách chế biến và những cái hình ảnh cụ thể rất sắc nét về cây nhân lòng này để cho các bạn giống như khi mà các bạn mà đi lạc ấy, thì các bạn có thể tưởng tượng ra và nhận ra và thu hoạch để sinh tồn. Trong cái phần mà sinh tồn thực địa của sổ tay á, thì tức là cái sinh tồn thực địa tức là ở tại vị trí hoang vắng cụ thể nào đó thì có những cái kỹ năng và những cái thức ăn sinh tồn nào. Thì giống như cái sổ tay á, thì khi các bạn để các bạn trước khi các bạn đi vào những vùng đó các bạn xem clip để các bạn biết được những vùng đó có những thức ăn gì đặc trưng để ta có thể như là sinh tồn được khi đi lạc. Thì trong cái phần này ấy, thì khi mà các bạn xem cái phần chi tiết đấy thì tôi chỉ có trình bày nói lướt qua thôi về các ví dụ như là cây nhân lòng này, nếu mà ở vùng này có thì tôi chỉ nói lướt qua thôi, còn các bạn muốn xem cụ thể thì các bạn vào các bạn ở trên YouTube các bạn tìm là M Hùng 01 cây nhân lòng thì nó sẽ ra chi tiết về cái video là clip này. Đây là khung cảnh ấy, mà tôi đi lên núi ở vùng mà phía tây của Phú Yên ấy, tức là vùng mà bờ đông của cao nguyên của Tây Nguyên ấy. Đó thì cách thành phố Tuy Hòa tầm khoảng 15 cây số thì tôi thấy cũng tìm ra cái cây nhân lòng nó nằm ở trong cái bộ cây ở trong rừng đây. Cái cây nhân lòng ấy thì nó phân bố ấy, thì tất nhiên trong cái tài liệu thì nó nói là phân bố ở vùng Đông Nam Á, ở vùng nhiệt đới. Đó thì nhưng mà nó chỉ nói vậy thôi, còn không có tìm được cái thông tin nào khác. Mà tê thì tôi sẽ thấy là Phú Yên ấy thì tôi gặp nó ở ngay cái rừng dương ở dưới biển cũng có, mà ở trong cái khu dân cư ở các khu dân cư ở thành phố Tuy Hòa, ở trong cái vườn của các khu dân cư ấy thì cái vườn cát ấy và cũng thấy có cây này. Và khi mà tôi đi làm cái clip ở trong sông Rây ấy, ở Đồng Nai ấy, gần Vũng Tàu ấy, thì tôi cũng thấy những cái cây này. Và mà hồi tôi cứ làm clip ở Nhân Trạch Đồng Nai tôi cũng thấy cây này. Thì những cái thông tin, những cái clip này tôi sẽ cũng quay ở trong phần sau này cho các bạn tham khảo thấy. Và tôi vừa quay vừa cho các bạn thấy là tại điểm đó tôi đã tới rồi, và cho các bạn cũng gọi là có một chút trải nghiệm về những cái điểm mà tôi đã tới. Trong clip này tôi làm về vấn đề là cái cây nhân lòng này là về chuyên về vấn đề là sinh tồn và trải nghiệm. Thì tôi chỉ có làm về khía cạnh sinh tồn và trải nghiệm thôi, còn các khía cạnh khác như là nó là cây thuốc hoặc là nó cây cảnh hay cái gì đó là cái đó là các bạn lên mạng tìm hiểu thì sẽ biết rõ hơn. Đây là khung cảnh tôi quay được cái cây này ấy, nó mọc ở tại rừng dương sát bãi biển, thì có quay cả khung cảnh biển cho các bạn trải nghiệm khung cảnh biển xung quanh đây luôn. Thì tại đây thì trong cái lúc mà tôi đi, cây này ấy, nó sống rất tốt ở những nơi khô cằn như rừng dương ở gần sát biển đây, cát rất khô và nó cũng phân bố rất nhiều, bởi vì là cái hạt cái trái của nó là cái chim nó ăn rồi nó công đi ấy, thì nó phân bố rất nhiều. Cái quả của nó ấy, là khi chín ăn rất thơm, ăn giống như quả chanh dây ấy, vừa chua ngọt rất ngon. Thì hồi nhỏ tôi cũng đi chơi với bạn bè dẫn đi chơi núi gì đó thì thấy ăn thì tôi mới biết quả này ăn được, và tôi chỉ biết ăn được cái quả này thôi, còn cái lá tôi chưa biết. Thì cái lá này á là khi mà tôi đi làm clip ở tại sông Rây ở Đồng Nai á, thì cũng có một cái tức là trong lúc mà mình làm thì mình cũng phải gặp những người bạn bè rồi dẫn mình tới, rồi mình gặp cái người bạn của bạn đó, là người đó là người ta là người đồng bào đó. Thì người ta cũng mình cũng ăn ở với ta thì người ta cũng hái về ăn, thì mình ăn liên tục 3-4 ngày thì cũng ăn nói chung lại là thay rau luôn. Mình ở công trường mà mình đi ăn hái rồi mình thay rau luôn ăn, thì hồi đấy mình biết là cái này ăn được. Hồi đấy mình cũng chưa chứng, mình cũng chưa có kế hoạch làm clip về sinh tồn này, và mình cũng chưa có ý, nhưng mình không có đi rõ về vấn đề này. Thì bây giờ mình bắt đầu mới làm sinh tồn. Đây là khung cảnh rừng dương ở sát biển, ở phía sát biển thành phố Tuy Hòa, cảnh các cây dương mọc rất đẹp.
đây tại vườn nhà người dân ở ngay trong thành phố Tuy Hòa luôn. Thì tôi cũng quay được cái cảnh cái cây nhân lồng này nó mọc rất xanh tươi mà ở hoàn cảnh mà cát cát khô như vậy, vừa cát khô như vậy mà mọc rất xanh tươi. Đó. Mọc trên leo cây hoặc là mọc sợi dưới đất. Ở đây tôi quay cũng ở đây tôi cũng zoom cái cảnh mà từ thành phố Tuy Hòa nhìn lên cái núi Chấp Trài, các bạn thấy. Cái cây này ấy, thì ăn sống chắc không được bởi vì tôi thấy là cái mùi rất gắt mà có thể rất đắng. Thì khi tôi luộc lên ấy, thì đây tôi đang thu hoạch đây để tôi chế biến là luộc lên. Thì nếu mà trong hoàn cảnh mà ở nhà thì ta luộc lên thì ta cho mắm ăn bình thường. Nhưng mà trong hoàn cảnh sinh tồn ở núi rừng ấy, trong hoàn cảnh sinh tồn ở núi rừng ấy, thì chúng ta sẽ có một cái kỹ năng để tạo nồi son từ những cái đất hoặc là từ những cái bịch ni lông hoặc là từ những cái chai nhựa, chai lọ gì đó. Thì cái đó tôi sẽ có ở clip sau. Khi còn nó chưa luộc lên ấy, thì mùi nó rất hắc và nó rất đắng. Cho nên khi ta luộc ấy, thì ta luộc rất kỹ. Ta luộc tầm khoảng 10 phút hoặc 15 phút ấy, thì nó ăn với được. Thì khi ăn ấy, thì nó cũng hơi nhặng nhặng chút thôi. Nhưng mà có vị thơm thơm rất ngon, đặc trưng. Đó, đây tôi có quay cảnh mà tôi đang ăn, vừa ăn. Có cái rau nhân lồng và cái trái sung và cá khô, bác ăn đạm bạc từ nói chung lại là từ hoang dã. Thì cái sung này tôi sẽ cũng có làm một cái clip về cái sung này. Đây là cảnh tại Nhân Trạch Đồng Nai, nơi tôi cũng nhìn thấy cây nhân lồng này. Những cái điểm mà tôi đã từng thấy cái nhân lồng trước nhất là đây là tại sông Ray, Đồng Nai, Vũng Tàu, gần Vũng Tàu, gần sát Vũng Tàu ạ. Là tôi cũng thấy những cái nhân lồng này. Xin mấy trái điều ơi, xin trái mấy trái điều về nấu chua ăn. Nhưng hồi đó thì tôi cũng chưa có tính có quay cái clip này nhưng tôi không có quay lại, nhưng mà tôi cũng đưa lại cho các bạn xem cái những trải nghiệm thêm một chút nữa về cái biển vừa tới. Còn đây á là trong quá trình mà tôi đi trải nghiệm ở ngoài rừng dương ấy, thì tôi cũng bắt gặp một số cây như là cây sâm biển này. Thì tôi cũng sẽ làm một clip về cụ thể về cây sâm biển này sau. Và đây trong quá trình đi quay thì cũng bắt gặp một cái người dân, người ta đi thu hoạch cái cây này thì tôi biết cái gì, nhưng mà người ta thu hoạch để bán cho tiểu thuốc bắc là để ăn thuốc. Ở đây là cái dương. Cái cây dương này ấy, thì ta ăn ít cũng được để có chất. Ta có thể ăn với lại hải sản vẫn được, vẫn tốt. Đây là hang con rông, tôi sẽ làm trong clip sau. Đó, và đây là cũng là một cái số cây hải sản ấy, thì xương rồng rất phù hợp. Xương rồng thì làm có thể ăn, thì tôi cũng sẽ có clip về cây xương rồng này, rất phù hợp, rất ngon. Video tới đây là hết. Chào tạm biệt các bạn và hẹn lại gặp lại trong các clip sau. Nếu thấy ở đâu có cây này thì các bạn hãy chia sẻ trong phần bình luận để mọi người biết, giống như cuốn sổ tay vậy. Mời bạn bấm nút đăng ký kênh và chuông báo có video mới. Thích video, bình luận, chia sẻ và xem hết video. Hãy tương tác để kênh phát triển nhé. Kênh M Hùng 1. Kênh có nội dung khám phá, trải nghiệm và các vấn đề mới. Mỗi khi bạn căng thẳng, mệt mỏi hoặc rảnh rỗi, bạn hãy tìm chính xác từ M Hùng 01.